xử lý phản hồi của khách hàng để luôn gia tăng doanh số. Chào các bạn, mình là Virus Hạnh Phúc đây. Hôm nay mình rất vui khi được có mặt ở đây chia sẻ cho các bạn về cách xử lý phản hồi của khách hàng để mình luôn là trở thành bạn tốt của khách hàng và luôn giúp cho doanh nghiệp của chúng ta gia tăng doanh số và có được nhiều khách hàng, thật nhiều khách hàng yêu quý chúng ta hơn nữa. Trước khi biết được cách xử lý phản hồi của khách hàng, trong quá khứ tôi đã mắc rất nhiều sai lầm về cách xử lý phản hồi của khách hàng và đã khiến cho những người khách hàng họ không hài lòng về sản phẩm, không hài lòng về dịch vụ hay về bất cứ một thứ gì trong công ty tại thời điểm đó. Họ đã ra đi mãi mãi mà không quay trở lại với công ty. Mặc dù nguồn khách hàng từ referral, có nghĩa từ lời giới thiệu, đã chiếm đến 60% doanh số của một doanh nghiệp, nên chắc chắn rằng bạn phải xem hết video này để có thể biết được cách để xử lý cái phản hồi của khách hàng và khiến họ luôn trung thành với công ty của mình và mình luôn là người bạn tốt của họ. Khi mà chúng ta không biết cách xử lý phản hồi của khách hàng về một vấn đề gì đó, họ đã không hài lòng thì chắc chắn rằng dù sản phẩm, dù dịch vụ của công ty bạn có tốt đến đâu, họ cũng có thể sẵn sàng quay lưng đi, không bao giờ quay trở lại. Và thậm chí họ còn nói xấu công ty của chúng ta, họ còn lan truyền những cái thông tin không tốt về công ty của chúng ta đến nhiều người hơn nữa. Đáng ra họ phải là một người để họ giới thiệu cho chúng ta những khách hàng mới, những khách hàng tiềm năng hơn. Nhưng nếu chúng ta làm không đúng cách, họ sẽ là cái nguồn tin xấu để lan truyền ra sự không hài lòng của họ về công ty của chúng ta, và chắc chắn rằng doanh số của chúng ta sẽ sụt giảm, ảnh hưởng đến rất nhiều đến tinh thần của những nhân viên sale và những nhân viên khác trong công ty của chúng ta. Khi mà chúng ta có những lời giới thiệu tốt thì chắc chắn rằng số lần của khách hàng đó lặp lại nhiều lần và số lượng khách hàng cũng gia tăng. Như vậy chúng ta phải cực kỳ chú trọng vào việc xử lý những phản hồi của khách hàng để ngày càng có những khách hàng yêu quý chúng ta hơn nữa. Và kỹ năng này không chỉ là nhân viên chăm sóc khách hàng mà chúng ta cần phải rèn luyện, chúng ta cần phải đào tạo cho toàn bộ nhân viên trong công ty để họ thành thục kỹ năng này và luôn có khả năng để xử lý những cái sự từ chối, những cái sự không hài lòng của khách hàng và khiến cho doanh nghiệp của chúng ta ngày càng đi lên và phát triển hơn. Có hai loại phản hồi mà chúng ta thường gặp, đó là đầu tiên đó là phản hồi tích cực. Khi mà chúng ta gặp phản hồi tích cực từ khách hàng thì chúng ta nên làm gì? Việc đầu tiên mà chúng ta nên làm đó là chúng ta tiếp nhận thông tin từ khách hàng và chúng ta cảm ơn người khách hàng đó đã dùng sản phẩm dịch vụ và tin tưởng sản phẩm và dịch vụ của chúng ta. Mọi người thường dừng ở bước cảm ơn và không có thêm động thái gì thêm. Nhưng bạn quên mất một điều rằng là referral, lời giới thiệu, chiếm đến 60% doanh số của một doanh nghiệp. Vì vậy chúng ta cần phải xin referral ngay ở tại bước này. Chúng ta sẽ xin lời giới thiệu. Ví dụ như là họ mua một cái sản phẩm thực phẩm chức năng giảm cân của chúng ta chẳng hạn, thì chúng ta có thể nói là em rất là cảm ơn chị, và nếu mà chị sử dụng sản phẩm của bên em hiệu quả như vậy thì chị có thể giới thiệu sản phẩm của bên em đến với những người bạn, những người thân, những người đồng nghiệp của chị có cùng nhu cầu như chị, có nhu cầu muốn giảm cân an toàn trong một thời gian ngắn. Giới thiệu những người đó đến với sản phẩm của bên em để bọn em có thể tận tâm, bọn em có thể sẵn lòng phục vụ họ để họ xứng đáng nhận được những cái sản phẩm, những cái dịch vụ tốt nhất giống như bọn em đã phục vụ chị, được không ạ? Và khi chúng ta mở lời những cái lời referral, những lời giới thiệu ngọt ngào và dễ thương như vậy thì chắc chắn rằng không khách hàng nào có thể từ chối cái việc xin lời giới thiệu của chúng ta, và họ sẽ sẵn lòng để tìm những cái người có nhu cầu tương tự giống như họ và giới thiệu sản phẩm tốt và dịch vụ tốt của bên mình đến với họ để họ xứng đáng nhận được cái sự chăm sóc, sự tận tình của chúng ta. Và ngoài cách phản hồi như vậy thì chúng ta có thêm một điều chúng ta nên làm, là chúng ta nên hỏi khách hàng là với những cái sản phẩm, những dịch vụ mà chúng em đã cung cấp như vậy thì chị có cảm thấy mức độ hài lòng của chị là bao nhiêu và chúng em có thể làm gì để có thể cải thiện sản phẩm tốt hơn, được không ạ? Khi mà chúng ta xin lời bắt từ khách hàng thì chắc chắn rằng họ sẽ nghĩ về cái quá trình mà họ đã sử dụng sản phẩm và có những cái điều gì
mà họ không không thích hoặc không mong muốn. Chỉ có thể là một vài điều nhỏ nhặt thôi, nhưng mà nếu chúng ta biết được điều đó, chúng ta cải tiến nó, thì chắc chắn rằng sản phẩm và dịch vụ của chúng ta sẽ ngày càng hoàn thiện và sẽ làm hài lòng được thật nhiều khách hàng hơn nữa đến với chúng ta. Và đó là cái cách mà chúng ta nên phản hồi với những cái phản hồi tích cực của khách hàng. Còn phần thứ hai đó là những phản hồi tiêu cực của khách hàng sẽ có hai loại. Loại đầu tiên là phản hồi về một vấn đề gì đó với số lượng ít, có nghĩa là bạn có 1.000 khách hàng nhưng mà có tầm khoảng 5 khách hàng gì đấy phàn nàn kêu ca về sản phẩm của bạn, thì bạn đừng lo, bởi vì nếu mà chỉ có ít khách hàng phàn nàn như vậy thì chắc chắn rằng đó là chuyện bình thường. Vì khi mà chúng ta, doanh nghiệp của chúng ta ngày càng lớn dần thì sẽ có rất là nhiều người ganh ghét, những cái đối thủ ganh ghét với sản phẩm, với dịch vụ của chúng ta, thì họ có thể làm những cái chiêu trò để làm cho chúng ta cảm thấy hoang mang. Nhưng mà với cái phần trăm nhỏ như vậy thì chúng ta không cần phải lưu tâm, và chúng ta hãy bỏ qua, hãy phớt lờ nó, và chúng ta cứ tiếp tục phát triển cái sản phẩm, phát triển cái dịch vụ của mình để có thời gian tập trung và phục vụ những cái khách hàng VIP, những cái khách hàng trung thành và những khách hàng yêu quý của chúng ta hơn. Và bạn nên nhớ rằng nếu mà bạn có một doanh nghiệp và không có bất cứ một ai phản hồi tiêu cực về công ty của chúng ta thì đó là một tin buồn, bởi vì khi mà chúng ta không có phản hồi tiêu cực thì chứng tỏ rằng số lượng khách hàng, khối lượng khách hàng của chúng ta không đủ lớn, nên không có bất cứ một khách hàng tiêu cực nào. Còn bất cứ doanh nghiệp tuyệt vời, doanh nghiệp vĩ đại nào cũng sẽ phải có phản hồi tiêu cực của những khách hàng hoặc là của những đối thủ mà không thích chúng ta. Và điều thứ hai đó là phản hồi tiêu cực của khách hàng nhưng với số lượng lớn. Ví dụ như bạn có 1.000 khách hàng nhưng bạn nhận đến số lượng là 150 khách hàng phản hồi tiêu cực về dịch vụ, về sản phẩm của bạn, thì chắc chắn rằng bạn sẽ phải dừng lại, bạn sẽ phải xem lại, chắc chắn là sẽ có vấn đề gì đấy ở trong doanh nghiệp của mình. Ví dụ 100 người đó cùng nói về một điều thì chắc chắn là vấn đề đó đang diễn ra, và bạn sẽ phải hỏi thăm khách hàng, hỏi thăm và tạo sự đồng cảm với khách hàng để tìm hiểu xem vấn đề đó thực sự là gì. Và sau khi mà chúng ta tìm hiểu thông tin từ khách hàng, tại thời điểm đó nếu chúng ta chưa có phương án để chúng ta xử lý cho khách hàng thì chúng ta sẽ hẹn khách hàng ở tại một cái cuộc điện thoại hoặc là cuộc gặp gần nhất để xử lý cho khách hàng, và chúng ta sẽ quay lại doanh nghiệp của chúng ta, chúng ta đào sâu về vấn đề đó, chúng ta xác nhận lại là thực sự đó có phải là vấn đề xuất phát từ doanh nghiệp của chúng ta hay không. Ví dụ như có nhiều người phàn nàn về bộ phận chăm sóc khách hàng thì bạn sẽ truy xuất lại thông tin là đối với những khách hàng đó thì ai là những người chăm sóc họ, và lại truy xuất lại tiếp là bạn có thể hỏi trực tiếp những cái người mà chăm sóc khách hàng đó xem là vấn đề có phải thực sự là như thế không. Bạn có thể nghe lại những cái bản ghi âm và bạn có thể hỏi thêm, tham vấn thêm, truy vấn thêm từ những người đồng nghiệp của họ và những người trưởng phòng của họ để xác nhận lại thông tin. Và khi mà chúng ta đã tìm được vấn đề thực sự ở trong lĩnh vực của bạn thì bạn sẽ tìm cách để cải thiện, để điều chỉnh nó. Bất cứ một doanh nghiệp lớn nào, quá trình đổi mới và sáng tạo cũng phải diễn ra liên tục và thường xuyên, và khách hàng là trung tâm của sản phẩm, nên khi khách hàng có yêu cầu hoặc có vấn đề gì đấy thì chúng ta phải xem xét ngay và điều chỉnh ngay. Và song song với việc đó thì chúng ta phải quay lại, chúng ta trò chuyện với khách hàng và đưa ra những cái giải pháp để giải quyết cho khách hàng cảm thấy hài lòng nhất. Ví dụ như khách hàng của bạn phàn nàn về việc là sản phẩm thực phẩm chức năng giảm cân của bạn không có hiệu quả, như trong quảng cáo là 1 tháng là đã có thể giảm được cân, nhưng mà mọi người dùng hơn 1 tháng rồi nhưng mà vẫn không giảm được cân nào, và đó thực sự là vấn đề của sản phẩm chẳng hạn, thì bạn có thể sử dụng các cái phương pháp, ví dụ như là bạn có thể miễn phí cái hộp thực phẩm chức năng giảm cân đó cho khách hàng và cung cấp một cái hộp khác đảm bảo hiệu quả cho khách hàng, và tặng thêm những cái voucher hoặc là những cái chương trình gì đó để phù hợp với khách hàng, và khiến cho khách hàng cảm thấy thoải mái và hài lòng về phương án, gọi là phương án bù đắp đó. Và bước cuối cùng là bạn phải kiểm tra lại xem là khách hàng có thực sự hài lòng không, bởi vì khi mà bạn tìm kiếm một khách hàng đã khó
để chăm sóc khách hàng và để họ yêu quý mình lại càng khó hơn. Nên chúng ta phải làm thế nào đấy để khách hàng thực sự hài lòng, và sau khi chúng ta xử lý được cái sự vấn đề đó thì chắc chắn rằng họ sẽ mong muốn trở thành cái khách hàng trung thành của chúng ta, sẽ muốn mua hàng từ chúng ta và mong muốn nhận được những cái dịch vụ tuyệt vời của chúng ta chứ không chỉ là sản phẩm. Và đó là những cách xử lý phản hồi của khách hàng mà Hạnh đã học được, đã trải qua, đã phải trả giá rất nhiều từ cái việc sai lầm của cái cách xử lý phản hồi. Vậy Hạnh mong muốn rằng bạn học được điều gì đó từ video này, và hãy comment về bất cứ điều gì mà bạn còn thắc mắc, và hãy subscribe kênh của Hạnh để Hạnh có thể làm nhiều video hơn về những chủ đề liên quan đến kinh doanh để giúp cho bạn kinh doanh tốt hơn và có một cuộc sống tốt hơn. Cảm ơn mọi người.